Những bộ sưu tập ấn tượng nhất tuần lễ thời trang Paris xuân hè 2019. Dior. Điệu múa ba lê huyền chuyển là khơi nguồn sáng tạo cho bộ sưu tập Dior xuân hè 2019. Giám đốc sáng tạo Maria đem đến hình ảnh cô gái Dior mạnh mẽ, quyến rũ với kiểu đầm lệch vai Hy Lạp, đầm lưới làm từ vải tuyên mềm mại. Kỹ thuật in Siberia của người Nhật được vận dụng tinh tế, giày múa ba lê biến tấu thành nhiều kiểu dáng, túi yên ngựa tiếp tục trở lại sàn diễn. Hermes. Cùng chọn trường đua Longchamp như Dior, sàn diễn của Hermes được bố trí đơn giản và tinh tế hơn. Các thiết kế quần short dáng đứng, áo khoác quân đội, giày sandal chiến binh và túi bucket làm hài lòng tín đồ thời trang thể thao xa xỉ. Maison Margiela mang đến các thiết kế phi giới tính táo bạo, gợi nhớ đến thời kỳ năm 1981 khi Galliano thiết kế phục trang cho các diễn viên nhà hát quốc gia. Các thiết kế nam và nữ có thể dễ dàng hoán đổi, thể hiện tư duy cởi mở của John Galliano về nhận diện giới. Louis V. Bộ sưu tập của Louis V diễn ra tại không gian tòa nhà UNESCO là câu chuyện về tay nghề thủ công truyền thống. Bên cạnh các tác phẩm được sắp đặt, các thiết kế túi bằng chất liệu da tinh xảo thể hiện di sản của nhà Louis V, kỹ thuật đan móc, thiết kế quần được tái cấu trúc, thiết kế váy giáp mảnh lưu giữ vẻ đẹp của tay nghề thủ công, mang đến sự phóng khoáng, thoải mái. Saint Laurent. Dưới chân tháp Eiffel, bộ sưu tập của Saint Laurent dưới sự dẫn dắt của giám đốc sáng tạo Anthony Vaccarello gợi nhớ đến thời trang thập niên 60, 70, 80. Các thiết kế gợi nhắc buổi tiệc đêm phóng khoáng, tự do, kế thừa phong cách người tiền nhiệm Eddie Sliman. Áo tuxedo lace smoking, di sản của Saint Laurent, áo khoác nhung, quần corset, váy ngắn và đặc biệt là quần short tái khẳng định sức mạnh nữ quyền và phong trào Me Too. Thiết kế đồ bơi và áo tắm da báo khép lại bộ sưu tập một cách hoàn hảo. Louis Vuitton. Bộ sưu tập mới của Louis Vuitton là sự kết hợp thú vị giữa mường thời trang chủ nghĩa vị lai và thời trang ứng dụng. Vẫn là những đường cắt phóng đại của thập niên 80, nhà mốt Pháp biến hóa cùng các chất liệu vải cao su, thiết kế sút bất đối xứng, hay họa tiết Memphis Hoop và đầm họa tiết tượng điêu khắc. Chanel. Giữa không gian sàn diễn lấy cảm hứng từ những vùng biển quen thuộc của Coco Chanel, bộ sưu tập Chanel by the Sea hồi sinh các mẫu áo tắm của giai đoạn thập niên 80. Bên cạnh đó, chi tiết cầu kỳ trên chất liệu vải tweed, voan, crepe thể hiện một bản phối trẻ trung và đậm hơi thở mùa hè. Thế giới phụ kiện đa dạng của Chanel hứa hẹn sẽ mang lại một mùa mốt rộn ràng. Dries Van Noten. Lấy cảm hứng từ những người phụ nữ của thế hệ Y và thế hệ Z, Dries Van Noten mang đến Paris xuân hè 2019 bản phối thời thượng giữa thời trang xa xỉ và ứng dụng. Điểm nhấn chủ đạo là chất liệu sợi quang học, chi tiết tua rua cùng chiếc áo trench coat và chân váy hoa bất đối xứng. Valentino. Nhà mốt Valentino dẫn dắt giới mộ điệu, lạc bước vào khu vườn địa đàng cùng các thiết kế đầm trễ vai lộng lẫy, những bộ tuxedo mực thước. Trong đó, chất liệu họa tiết táo bạo được lấy cảm hứng từ hội họa Pháp trường phái hậu ấn tượng. Paco Rabanne. Paco Rabanne mang đến Paris xuân hè 2019 bản phối hiện đại của ông hưởng vị lai cùng di sản thời trang hippie phóng khoáng. Các thiết kế là phép cộng ngộ hứng của họa tiết hoa dâm bụt, gen chantilly, áo corset cùng chân váy bay bổng,